Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vụ bé gái 13 tuổi ở Phú Yên kêu cứu em bị sát hại, thông tin nóng về nghi phạm. Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại bé gái 13 tuổi sau khi em gọi điện thoại cầu cứu chị gái, chị ơi cứu em. Chiều ngày 21 tháng 6, thông tin của phóng viên Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Phú Yên xác nhận Công an tỉnh này phối hợp với Công an huyện Tuy Hòa đã xác định được nghi phạm ra tay sát hại em Đỗ Thị Kim Hân, 13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại em Hân. Hiện công an đang củng cố các chứng cứ nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm, Đại tá Nghĩa nói. Và cho biết hiện chưa nói danh tính nghi phạm được. Nguồn tin của phóng viên cho hay, hiện nghi phạm chỉ mới được tạm giữ để khai thác thêm về động cơ ra tay sát hại bé gái. Trước mắt xác minh một nghi phạm trước. Trong khi đó, nguồn tin khác cho biết thêm, nghi phạm sát hại bé gái Đỗ Thị Kim Hân là một nam thanh niên ở xã An Ninh Đông, danh tính nghi phạm và động cơ gây án sẽ sớm được công an làm rõ công bố. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Hân cho gia đình mai táng. Thi thể bé gái này được tìm thấy vào sáng cùng ngày trong khu vực rừng Dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải, huyện Tuy An. Trước đó, sáng cùng ngày, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em Hân trong khu vực rừng Dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải, huyện Tuy An. Khu vực này gần với quán hải sản bên cầu An Hải. Như đã đưa tin trước đó, vào tối ngày 17 tháng 6, Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ đêm, chị của Hân có nhận được điện thoại từ số máy của Hân. Tuy nhiên, khi mở máy thì chỉ nghe được lời kêu cứu chị ơi, cứu em của Hân rồi cúp máy. Sau đó, người chị gái của Hân và gia đình nhiều lần liên lạc lại số máy của em nhưng điện thoại đổ chuông, không có người nghe. Ông Quảng, bố bé gái, báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu Hân. Đến sáng ngày 21 tháng 6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.